Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn trên kênh của Mạnh Bonsai này. Quý vị và các bạn nhìn cái cây này thì quý vị và các bạn chưa nhận ra được đó là cái cây như thế nào của ông Thực đâu. Cây này ấy, thì tôi nhắc lại cho quý vị là cái cây này là cái cây mà ngày xưa anh Tuấn anh ấy dùng máy gọi là đục bê tông loại to đấy. Để anh cái này Mạnh biết ấn tượng là cái gì không? Để anh hạ hàng vài tấn đá ở dưới gốc của nó này. Để tí nữa anh ấy cắt lọc ra thì quý vị sẽ bắt đầu nhìn ra được hình hài của cái cây này. Ấn tượng cái gì anh? Cái này là đúng là buổi đầu tiên thằng Luân đi làm đấy. Đấy, cây này buổi đầu tiên hôm ý là Luân dẫn bạn gái đến. À, Mạnh vẫn nhớ là dẫn bạn gái à? Thế là thằng bé vào cũng khoan âm âm. Thằng bé hôm đấy đi dọn đá. Vâng. Thằng bé hôm đấy đi chở đá đi đổ. Xong đến trưa bảo nó đi ăn, nó không đi đấy. Vâng. Hôm ý là nó có bạn gái nên nó ngại. Hôm đấy mang đứa thầy một bao tải vải nhỉ, vải hay nhãn nhỉ? Vải đúng không? Một bao tải vải à? Ừ. đúng cái ngày đầu tiên Luân đi làm là phá con này đấy. Đúng không? Bây giờ thì nó rất là tốt. Tí nữa anh Tuấn anh cắt lọc ra quý vị và các bạn xem toàn bộ hình hài của cây này. Lộ hết ra, quý vị sẽ nhìn và so sánh cách đây khoảng hơn 2 năm về trước. Chưa gì đó. Sợ đã sốt ruột rồi. Anh những cái mầm như con anh phải, nếu mà cần nào nuôi này em phải dài ra chứ đừng cắt nhé. To cái này. Những cái vết này sắp đẹp rồi đấy ông Thực ơi. Dạ. Cây nào mà được thì mình hạ. Các cái vết bấm bổ ngày xưa mắt rồng mắt cáo này nè. Đấy. Như cái dăm nào mà em mà xác định nó thiếu đang để này em để nguyên cho anh. Không thể chỉ có ấy lá thôi. Không cắt đi á? Không cắt thì cắt đi à, nó không lớn được. Không lớn được cổ tay. Cháu tưởng là nó lại sẽ. Mấy năm rồi mình biết rồi. Cây này to lắm mà. Cây này từ ngày đấy cắt lần nào chưa nhỉ ông Thực nhỉ? À cắt mấy lần nữa. Mấy lần cắt mới ra được như này. Chưa ra được. Cây này mấy lần cắt nó thì xong. Khoảng tầm độ mỗi năm cắt được 4 lần. 40 lần nữa. Mỗi năm cắt 4 lần đó. Thế thì nó chưa lên anh đã cắt xù nó thì có mà. Cắt 4 lần. Ông cứ làm như. Cắt 4 lần rồi. Mỗi quý gọi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Cuối cùng thì cái cây xanh dáng long mà trước anh Tuấn anh đã cho ra hàng vài tấn đá này cuối cùng cũng đã xong rồi. Tí ra anh cầu nhá. Tí ra anh cầu nhá. Tân cu đi bù xin lăng. Thôi nhanh hiệp nhá. Đúng là thế nào là cái vít là cái quan sát đó. Chiều mai là gì quan sát nó. Hôm nay là hôm nay.
Cái này đấy chính xác trước ông Thực mua trên 31 hecta là 100 triệu. Chú Thực nuôi được 2 năm nay rồi. Hơn 2 năm nay rồi. Hưng ác nhưng mà hiệp gà phải tương đương hưng với anh phải về như hưng đấy. Gà nhìn như hưng. Úi dồi ôi chú ơi. Chưa cổ ơi. Kịp. Kịp làm sao được. Nãy đập phá. Không còn gì ấm vào nữa mà. Quay ra cái đập chân của máy rơi. Cái này thì khó lắm. Cái này là bà cua. Chéo lắm. Chéo bà ông đây không? Cầm tiền thai. Nhiều phết nữa nhỉ. Đây là cái chủ này.